Toan tính của Mỹ khi nâng cấp F-22. Kính thưa quý vị, chi phí ước tính của toàn bộ chương trình nghiên cứu, phát triển và sản xuất máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-22 của Hoa Kỳ trước đây rơi vào khoảng tầm 67,3 tỷ đô la. Đây là một số tiền rất lớn chi ra để sản xuất cho 195 chiếc chiến đấu cơ tối tân, trong đó có 8 máy bay là thử nghiệm và 187 chiếc là sản xuất loạt. Trung bình thì mỗi chiếc có giá là khoảng tầm 345 triệu đô la. Con số này cũng khiến cho không quân và quân đội Mỹ phải nhiều lần điều trần và giải trình trước Quốc hội. Nó cũng khiến cho dư luận xứ cờ hoa dậy sóng không biết bao nhiêu lần vì mức tiền khủng khiếp mà một máy bay tiêm kích đem tới. Vào thời điểm mà F-22 Raptor ra đời thì máy bay F-16 Flying Falcon chỉ có giá là khoảng tầm 15 đến 19 triệu. Những chiếc tiêm kích đa năng hạng nặng chứ danh như là F-15 Eagle cũng chỉ được chào bán ở mức là 28 đến 30 triệu USD. Ngay cả với các máy bay Su-30 hiện đại của Nga tính theo thời giá năm 2012 cũng chỉ gần 40 triệu đô la. Thế nhưng thì từ những năm 90, F-22 đã có mức giá cao gấp 10 lần. F-22 không chỉ đắt hơn những máy bay sản xuất trước nó mà nó còn đắt hơn gấp 3 lần so với dòng máy bay thế hệ sau của nó là F-35, vốn cũng được coi là một trong những dự án tiên tiến, đắt đỏ và tốn kém. Mặc dù bị chất vấn rất nhiều lần về mức chi phí chưa từng có trong lịch sử quân sự xưa nay, nhất là trong bối cảnh mà Liên Xô, đối thủ chính của Mỹ đã bị sụp đổ ngay vào năm mà chiếc F-22 này cất cánh bay thử nghiệm lần đầu tiên, thì việc duyệt chi để hoàn tất chương trình gần 200 tiêm kích thế hệ mới này thay vì bỏ giờ giữa chừng cho thấy rằng người Mỹ rất nghiêm túc với toàn bộ dự án. Và thực tế thì Raptor đã cung cấp cho quân đội Mỹ một ưu thế rất lớn đi trước các đối thủ của họ trong nhiều năm. Vậy thì, sau 20 năm, chúng ta có điều gì cần chú ý về bản hợp đồng 10,9 tỷ đô la để nâng cấp F-22 đang được trao cho Lockheed Martin ở thời điểm hiện tại, khi mà những chiếc tiêm kích vẫn đang mang theo nó tất cả những công nghệ thuộc dạng tuyệt mật và bị cấm xuất khẩu vì quá tối tân? Thì người Mỹ lại muốn chi thêm một con số bằng 1/6 tổng kinh phí cho toàn bộ chương trình trước kia để nâng cấp thêm cho chúng. Lý do đằng sau hành động này là gì? Và bàn cờ quân sự xin được đưa ra những kiến giải ngay sau đây. Thứ nhất, F-22 là nền tảng của công nghệ không quân của Hoa Kỳ. Như ở video về nguyên nhân Mỹ chế tạo F-35 thì chúng tôi đã trình bày với các bạn rằng nguyên nhân thực sự để Mỹ chế tạo F-35 không phải là vì công nghệ cốt lõi của nó vượt trội hơn F-22, mà là vì quân đội Mỹ cần có một loại máy bay mới tiên tiến hơn các thế hệ máy bay thứ tư như là F-15 hay là F-16 của không quân hay là F-18 của hải quân. Họ muốn duy trì một ưu thế trước các đối thủ lúc nào cũng đang ráo riết để phát triển các máy bay tàng hình thế hệ mới. Trong khi đó thì F-22 có số lượng rất hạn chế, chỉ có gần khoảng 200 chiếc phân bổ cho rất nhiều căn cứ không quân của Hoa Kỳ trên đất Mỹ và trên cả các căn cứ bên ngoài quan trọng như là đảo Guam, Nhật Bản và Đức. F-35 cũng phải giải quyết được nhu cầu của các đồng minh Mỹ cũng như là giúp cho Mỹ giữ chân các đồng minh này trong liên minh quân sự một cách chặt chẽ hơn. Trong bối cảnh mà công nghệ trên F-22 là quá tiên tiến và Mỹ chưa sẵn sàng chia sẻ nó cho ngay cả các đồng minh thân thiết nhất của mình như là Nhật Bản hay là Anh Quốc. Nói như vậy là để có thể thấy, F-22 vẫn là hình mẫu cho các máy bay tiêm kích hiện tại và tới đây của không chỉ không quân Mỹ mà còn là không quân toàn thế giới. Trong suốt một thời gian dài thì chế độ Trung Quốc đã không ngừng lợi dụng môi trường tự do và cởi mở của xã hội Mỹ để luồn sâu và đánh cắp rất nhiều công nghệ liên quan đến F-35 và F-22. Nhưng để chế tạo được một chiếc máy bay hoàn hảo với những tài liệu đánh cắp này, với một nền công nghiệp không có căn bản của Trung Quốc thì vẫn là một điều rất khó khăn. Vì vậy, máy bay J-20 bộc lộ rất nhiều khiếm khuyết, còn J-31 thì thậm chí còn không hẹn ngày biên chế. Ngay cả với Mỹ, họ vẫn còn phải giải quyết rất nhiều vấn đề phát sinh ngay sau khi mà đã hoàn thiện các máy bay này. Như ở F-22 thì vấn đề về tăng độ bền cho lớp sơn phủ tàng hình, đơn giản hóa, giảm thời gian và hạ thấp chi phí trong quá trình bảo dưỡng lớp phủ ưu việt này. Vậy thì các công nghệ cốt lõi của F-22 là gì? Đầu tiên chúng ta phải kể đến công nghệ tàng hình có 102 trên thế giới của Mỹ. F-22 có mức độ tàng hình được ước tính là gấp 50 lần F-35, 1.000 lần Su-57 của Nga và đến 10.000 lần nếu so sánh với J-20 của Trung Quốc. Cả Trung Quốc và Nga thì đều đang ráo riết để nghiên cứu và sử dụng gián điệp để thu thập thêm thông tin về một trong những công nghệ nền tảng tiên tiến nhất của thế giới quân sự hiện đại ngày nay. Và những bước tiến trong thời gian tới của họ là rất đáng kinh ngạc, nhưng nó vẫn còn cách quá xa Mỹ, bởi vì đây là đường đua mà vạch đích là một con số 0. Rồi thì tất cả có lẽ sẽ đạt được mục tiêu là tàng hình hoàn toàn máy bay của họ trước radar. Nhưng lợi thế của người dẫn đầu sẽ cho Mỹ có cơ hội chạy trước khá xa. Và cho đến khi họ có thể tối ưu hoàn toàn công nghệ này, thì họ có thể chuyển sang một bước tiếp theo của chu trình công nghệ và có thể công nghệ này còn lợi hại hơn nữa. Công nghệ đáng nói thứ hai của F-22 là khả năng di chuyển ở tốc độ siêu thanh hay là siêu hành trình Super Cruise.
Chúng ta đều biết rằng các máy bay tiêm kích trên thế giới hiện nay phổ biến đều có thể đạt được tốc độ tối đa trên Mach 2. Cá biệt, có những chiếc như là dòng Su-27 của Nga có thể đạt vận tốc tối đa tiệm cận Mach 3, và như là MiG-31 thì thậm chí còn vượt quá cả tốc độ này. Tuy nhiên thì tất cả các máy bay kiểu như thế này, khi mở chế độ đốt sau để tăng tốc vượt qua bức tường âm thanh, chúng sẽ đốt hết nhiên liệu của mình trong chỉ vài phút. Và động cơ sẽ giảm tuổi thọ một cách khủng khiếp. Nên là trừ khi mà có tình huống cực kỳ khẩn cấp hoặc là trong các tình huống chiến đấu như là truy đuổi đối thủ, né tránh tên lửa và quần chiến cự ly gần, thì chúng sẽ không tùy tiện bay ở trên tốc độ âm thanh. Nhưng đối với F-22 thì nó có thể hành trình ở tốc độ âm thanh và nó còn có thể vượt trên 1,5 cho đến 1,8 lần mà không cần bật chế độ đốt sau. Đây là một ưu thế cực lớn cho phép nó gia nhập vào vùng chiến sự nhanh chóng và sau đó rút lui an toàn ở tốc độ di chuyển cực cao, vượt rất xa các đối thủ. Hiện tại thì người Mỹ chưa tiết lộ chút nào về công nghệ của động cơ siêu đẳng trên F-22 Raptor. Tất nhiên là công nghệ máy bay quân sự thì không chỉ có hai phần ở trên, và F-22 cũng không phải là chỉ tiên tiến về hai khía cạnh đó. Và đây chỉ là điểm qua về chúng để chúng ta hiểu thêm là vì sao F-22 vẫn có thể là nền tảng của không quân Mỹ thêm nhiều năm nữa. Bởi vì hợp đồng nâng cấp có thời hạn lên đến tận ngày 31 tháng 12 năm 2031, tức là còn khoảng 10 năm nữa thì mới hoàn thành. Tính từ thời điểm hoàn thiện quá trình nâng cấp thì có lẽ F-22 vẫn còn phải hiện diện trong quân đội Mỹ từ 20 đến 30 năm nữa, hoặc là lâu hơn. Bởi vì 11 tỷ USD không phải là một con số nhỏ, F-22 đơn giản là sẽ hiện diện càng lâu càng tốt trong không quân Mỹ để tối ưu khoản chi phí nâng cấp này. Và rất có thể trong tương lai, nó sẽ trở thành một tiêm kích có thời gian phục vụ lâu đời nhất. Thứ hai là Hoa Kỳ chưa thể ra mắt tiêm kích thế hệ thứ 6 tiếp theo. Các chuyên gia đều nhận định rằng máy bay thế hệ thứ 6 là một bài toán rất nan giải. Có rất nhiều công nghệ ưu việt được lên kế hoạch và chúng có thể làm lu mờ đi ưu thế của các công nghệ hiện đại được các phi đội dựa vào trước đó. Như là công nghệ tàng hình chẳng hạn. Các tên lửa đối không và đối đất thì ngày càng nâng cao về khả năng tầm xa, độ chính xác cũng như là độ nhạy trong việc dò tìm mục tiêu. Và rất có thể trong một tương lai không xa, chúng sẽ khiến cho các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 tiên tiến như là F-22 không còn tác dụng võ. Đây chính là lý do vì sao mà một dự án phức tạp như là máy bay ném bom chiến lược B-21 Raider thì Mỹ có thể ấn định ngày ra mắt. Nhưng với các thiết kế tiêm kích thế hệ thứ 6 này thì đến nay giới quan sát vẫn tương đối mơ hồ về các kỹ năng chiến thuật, hình dạng, kích thước lẫn thời gian nghiên cứu và chế tạo biên chế. Hơn nữa, các máy bay F-35 hiện mới đang trong quá trình sản xuất. Người Mỹ sẽ không việc gì phải gấp rút đưa vào biên chế những chiếc máy bay tiên tiến hơn, bởi vì nó có thể ngay lập tức đẩy hàng trăm chiếc F-35 hiện tại với giá hàng trăm triệu đô la trở thành đồ cổ. Cho nên việc chọn nâng cấp F-22 thay vì gấp rút hoàn thiện các tiêm kích thế hệ mới có lẽ là một lựa chọn hợp lý, nhất là khi các đối thủ của Mỹ vẫn còn chưa có thể bắt kịp được công nghệ hiện đại của nó trong dòng máy bay này. Mỹ cũng chưa phải lo lắng về một tương lai Nga hay là Trung Quốc sẽ vượt trước về cuộc đua máy bay thế hệ thứ 6. Nền tảng công nghiệp của máy bay thế hệ mới đơn giản là quá khó khăn để phát triển với bất kỳ một quốc gia nào hiện nay. Trong khi rào cản về chi phí lại cực kỳ gắt gao. Nó thậm chí có thể lên đến ngân sách là hàng trăm tỷ đô la. Ngân sách quốc phòng của Nga mấy năm nay ở mức rất là hạn chế. Còn Trung Quốc thì đang phải đối mặt với sự giảm tốc về nền kinh tế. Ngoài việc đầu tư tràn lan kém hiệu quả trong các dự án trong và ngoài nước, thì Bắc Kinh còn phải chi rất nhiều tiền để đàn áp tín ngưỡng tôn giáo các dân tộc thiểu số cũng như là chính người dân Trung Quốc. Và với một nền công nghiệp quốc phòng đang có rất nhiều lỗ hổng cần chắp vá, thì có thể khiến cho nước này còn lâu hơn nữa mới có thể tập trung vào việc nghiên cứu về tiêm kích thế hệ mới phức tạp này. Vậy, những nâng cấp trên F-22 sắp tới có thể là gì? Không quân Mỹ chưa công bố bất kỳ một điều khoản chi tiết nào về bản hợp đồng đắt giá này, nhưng yếu tố đầu tiên có thể xét đến chính là năng lực tàng hình. Trong hơn 2 thập niên vừa qua thì sau khi dây chuyền sản xuất F-22 đóng cửa, công nghệ tàng hình của Mỹ đã có những bước tiến rất xa. Máy bay B-21 Raider tới đây ra mắt có thể có mức độ tàng hình cao hơn F-22 đến 100 lần, cho nên rất có thể Hoa Kỳ sẽ tận dụng ưu thế này để nâng cấp thêm sức mạnh cho các tiêm kích mạnh nhất của họ. Mặt khác thì lớp phủ tàng hình của F-22 hiện tại bộc lộ rất nhiều hạn chế về độ bền và mức độ đắt đỏ. Nó sẽ khiến cho tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu của dòng tiêm kích này giảm xuống đến 60-70%. Rất khó để cho không quân Hoa Kỳ không đưa vấn đề này vào trong bản hợp đồng hiện tại. F-22 vẫn có thể là dòng tiêm kích tiên phong của quân đội Mỹ trong những năm tới đây, nhưng có lẽ ít năm tới nữa thì nó sẽ không hiện diện nhiều trên đất Mỹ. Khu vực mà nó đóng quân chủ yếu tới đây có thể là Hàn Quốc, Nhật Bản, đảo Guam và thậm chí là Đài Loan. Chế độ Trung Quốc gần đây đã bước ra khỏi lớp da cừu và bộc lộ nguyên hình là một con sói hung bạo. Tất cả những mối đe dọa mà nó mang lại cho thế giới và chính người dân Trung Quốc đang hiển lộ đầy đủ. Và thật khó để cho Hoa Kỳ có thể phớt lờ nguy cơ từ Trung Quốc thống nhất Đài Loan, độc bá Biển Đông, cắt đứt con đường vận chuyển hàng hóa quan trọng nhất thế giới và sau đó là tiến ra chinh phục toàn cầu.
Vào đầu năm nay, thì Trung tướng Clinton Hilton của Không quân Hoa Kỳ đã tiết lộ rằng F-22 hiện tại đã cũ và không còn phù hợp để bảo vệ các đồng minh của Mỹ như là Nhật Bản hay là Hàn Quốc, cũng như là Đài Loan. Rất có thể là hợp đồng nâng cấp F-22 này là để nhắm đến đối thủ chính của Hoa Kỳ ở phía Tây Thái Bình Dương, chính là Trung Quốc. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi đã kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký bản cờ quân sự để không bỏ lỡ bất kỳ video nào quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.